Không lâu sau khi Honda CRV 2023 chạy thử tại châu Âu, Stu Rai vừa đăng tải hình phác họa thế hệ hoàn toàn mới của mẫu crossover vừa Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2022. Hình phác họa dựa trên thế hệ thứ 5 đang bán trên thị trường. Bản phác họa mô tả nhiều khác biệt trên Honda CRV 2023. Phần đầu xe ấn tượng hơn với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha LED tái thiết kế. Một đặc trưng trên những chiếc Honda đời mới là thanh chrome ngang Nối liền giữa hai cụm đèn pha cũng xuất hiện trên bản phác họa của Giai Ách. Cản trước bất góc cạnh hơn, hốc đèn sương mù nằm tách biệt, không còn liền mạch như thế hệ cũ. Gương chiếu hậu được vẽ lại tròn chính cho giống với phiên bản chạy thử. La răng hợp kim năm chấu kép hai tông màu thiết kế mới. Phía sau, điểm mới đáng chú ý là dài đèn hậu nối liền đẹp mắt và thu hút hơn. Cửa khoang hành lý cũng được làm lại. Nhưng bản phác họa không thực sự thuyết phục. Ví dụ, xe chạy thử để lộ nắp capo phẳng, thân xe vuông vắn hơn vì lấy cảm hứng từ đàn anh pilot, nhưng bản phác họa không giống vì dựa trên thế hệ thứ năm. Ngoài ra, trên bản chạy thử, thanh ngang mạ chrome phía trước mỏng hơn và đồ họa chiếu sáng đèn hậu nằm sát viền dưới. Về kích thước, Honda CRV 2023 dự kiến gia tăng chiều dài và chiều rộng, hàng ghế 3 trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn cầu. Nắp capo được nới rộng, nhiều khả năng là để thêm không gian cho tùy chọn động cơ mới, có thể là hybrid và plug-in hybrid. Honda là thương hiệu kín tiếng về sản phẩm mới, nên hầu hết thông tin tới thời điểm này chỉ dừng ở mức dự đoán. Honda CRV thuộc phân khúc Cross-Over cỡ chung, cạnh tranh với Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail. Tại thị trường Việt Nam, xe đang được phân phối với 3 phiên bản